hân hoan trong trang phục lễ cưới truyền thống, bồi hồi xúc động. Đây là những cảm xúc chung của 82 đôi uyên ương khi được tổ chức lễ cưới tập thể. Sáng ngày 20 tháng 10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 82 đôi uyên ương thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trước khi bước vào giờ làm lễ cưới. Chương trình lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ cưới tập thể năm 2023 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và ngày hôm nay nhìn những nụ cười của các bạn, nhìn và được sự tham dự đầy đủ của các lãnh đạo thì đó yêu thích thêm động lực cho các bạn là những cán bộ đoàn như chúng tôi để tiếp tục làm nên những cái chương trình hoạt động xã hội như thế này cho các bạn thanh niên công nhân thành phố trong thời gian tới. Không những mang ý nghĩa nhân văn khi giúp cho nhiều cặp đôi khó khăn, góp phần tôn vinh nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình, một nét đặc trưng rất hào sảng của người dân thành phố. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn sẽ truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện tiệc cưới văn minh, tiết kiệm cho thanh niên, thiết thực chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc. Đó là bao nhiêu ngàn mấy em, từ mà bữa mà khi mà nhận được thông tin tới nay á, là cũng háo hức, cũng đợi chờ và cuối cùng nó cũng ra đấy, mà tối qua cả đêm không ngủ luôn á. Đó là đúng là cả đêm không ngủ nữa. Mình được ngồi xe hoa rồi mình được ngồi. Hồi xưa là không có vậy. Nên không có có xe hoa mà hôm nay được diễu hành cùng các mà giống như tập thể vậy nè. Đông vui mà có người đồng hành với mình luôn. Nên người ta cảm thấy rất là thích. Nói chung rất vui và hạnh phúc được tham gia chương trình cưới tập thể như thế này. Chương trình dành cho những cặp đôi hoàn cảnh khó khăn nhé. Được tổ chức đám cưới. Thì mình cảm ơn ban tổ chức đã tạo một cái chương trình này rất là ý nghĩa để dành cho những cặp đôi mà có hoàn cảnh khó khăn như tụi em đây. Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều ạ. Dù hoàn cảnh nghề nghiệp khác nhau, song họ đều có chung niềm hạnh phúc, chung lễ cưới trong một ngày trọng đại đáng nhớ. Ngay dưới chân tượng đài Bác Hồ, họ nguyện đùm bọc, yêu thương, chia sẻ ngọt bùi, nắm tay nhau đi chung con đường, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc. Sau lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, 82 đôi uyên ương thanh niên công nhân đã được các lãnh đạo thành đoàn và lãnh đạo thành phố trao tặng huy hiệu, sau đó được sắp xếp lên xe buýt 2 tầng để diễu hành quanh thành phố trước khi về trung tâm tiệc cưới làm lễ. Trước đó, ban tổ chức cũng tổ chức sự kiện khởi động đường chạy cặp đôi Couple Dream 2023. Đây là sự kiện khởi động và gây quỹ tổ chức chương trình lễ cưới tập thể 2023 cho 150 cặp đôi khó khăn tại khu chế xuất Tân Thuận.